Cái việc anh lấy tiền của công ty để hỗ trợ cho công nhân gặp nạn, điều đấy là đúng sự thật à? Việc đấy đâu phải là lỗi của công ty đâu. Đồ ăn gì mà toàn kiến thế này. Tôi nói thật với cô nhé, một tháng 30 ngày thì 28 ngày cô cho tôi với con ăn cơm thừa canh cặn. Công ty của chúng ta đang gặp khó khăn tài chính, danh tiếng có thể đi xuống việc này. Và hơn nữa, anh hỗ trợ họ chẳng khác gì là anh đã tự thừa nhận công ty mình gây ra cái tai nạn đấy. Anh không nên để cảm xúc cá nhân xen vào công việc chứ. Tôi đã bảo cô rồi, công việc của cô ở nhà ấy là cơm nước rồi lo cho con, chứ không phải là suốt ngày ấy cô làm ba con trò ruồi đâu. Sao? Cô chỉ bị tạm hoãn, thế còn tiền đầu tư thì sao? Tôi biết rồi, hẹn đối tác ngày mai gặp tôi. Xin lỗi, em không thể tiếp tục đồng hành với anh được nữa. Em nhận lời về đây là để hỗ trợ và cùng anh thăng tiến, chứ không phải thụt lùi như thế này. Chào anh, em yêu anh. Vì anh, em bỏ hết công việc ổn định ở nước ngoài về đây để hỗ trợ cho anh. Anh đối xử với em như thế nào đây? Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Tôi bắt buộc cô làm những cái việc này à? Tôi ép cô làm à? Chả ai bắt tôi, chẳng ai ép tôi cả. Tôi thích đấy. Anh không cần phải chạy theo ai cả, bởi vì bây giờ anh đã có em rồi. Bọn mình hẹn hò nhé.